Không biết là bây giờ cái team hoang dã rồng ấy nó còn 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 mạnh như ngày xưa không nhở? Anh em cho hỏi là bây giờ cái team hoang dã xong rồi hai rồng với hóa hình sư nó còn mạnh như ngày xưa không ta? Hạt chốc giờ đang khỏe, ok tôi biết nó khỏe rồi, tôi biết. Kiếm khách của các quỷ, kiếm khách của các quỷ. Hoang dã đấu sĩ hóa hình bị nớp máu, cái đấy tôi biết rồi, giảm rồi à. Bây giờ yếu ở đúng thật, hình như nó mới nớp con Gna của tôi hay sao ấy. Mẹ, một trong những con mà tôi thích nhất trong cái trò này thì nó nớp. Con Na bây giờ hóa hình lâu vãi lìn. Đồ đi lại tiền toàn tôi rồi. The dark should fear me. Rồng với mech thì mạnh đó. Syvanna được búp bù hóa hình. Syvanna được búp à? Syvanna được búp. Bây giờ là chơi kiểu không roll à? Tôi cũng có thích roll đâu. Thật, thật sự là tôi cũng không phải là một người thích thích chơi kiểu roll quá nhiều. Tôi thích lên cấp hơn. Tôi thích ghép những cái con tướng vào với nhau. Nước mắt đê. Đủ mẹ. Nhiều kiếm mới này đánh assassin được ấy. Petro check cho nào đánh assassin chưa? Vãi lìn. Ui, ra phản này. Nhìn thích quá. Toàn à. Demon Element. The dark should fear me. They will know regret. Nhiều khả năng mà này tôi đánh sát thủ. Hay nhờ. Bây giờ con Blitz kéo con nào là y rằng là cả bọn quay vào đợt quay đánh con đấy. Hay phết. Phản. Hồi toàn rồi rồi.
giờ nó éo chiều người. Thằng kia đang cày lưu dinh hay sao ấy, nó để có đúng một con đây này, nhiều đang cày chuỗi thua ấy, kiểu kiểu như thế. Trong thì mày đang cần thua, đang có chuỗi thua, tôi muốn thua chứ không muốn thắng thế nào. Ôi ôi, né khéo thế, thế này thì thua dễ éo được. Nó éo thể thua được, nhiều lúc muốn thua đéo được. Hai kiếm biết lấy cái gì, mẹ dừng nhường thằng kia cung gỗ ngon quá. Thôi lấy về lắp Sojin dùng tạm. Chính ra con Rengar mà các bạn vứt full đồ nó ngon phết đấy, mẹ vứt hai Sojin cho Rengar nó nhảy mẹ đến chết luôn đấy. 4 nhẫn giả, 3 sát thủ, 3 hư không. Ok, mẹ hy vọng là đến từ cái lúc mà bạn nói. Đây này, cái tầm này là phải chọn rồi này, cái tầm này phải đánh chọn một trong hai này, đánh sát thủ hay đánh cái gì bây giờ là phải chọn rồi này. Mình không có nhiều sự lựa chọn, mình buộc phải bỏ sát thủ, bởi vì nó không, sát thủ nó đang chưa ra một con nào cộng 2 cả, với cả cộng thêm là nó không có những cái con co mà mình cần, kiểu như là bai phục chưa thấy có một cái gì, không thể đánh nổi. Đành phải chuyển sang đánh theo cái kiểu là đánh cung thủ với cả demon, cố gắng kẹp thêm một hai con demon mà. Sáu trăm máu. Thôi bắn đúng con sen rồi, toang rồi. Xuyên. Ăn đạp cô lập chết luôn. Xong cái tên người đá này là roll hết lên á. Thế à? Thế mẹ, từng đội hình này có ăn nổi con ba con người đá không nhỉ? Thiếu 2 tiền. Tôi nghĩ là ăn được ba con cộng một, một mình còn phiêu ra tanh, tôi nghĩ là ăn được, cùng lắm là mít một con, nhưng tôi đang cần tiền, tích tiền. Chắc là mít một con. Đó, coi như là mít con này đi.
Ui. Ui đi mẹ, có 5 tiền này đậm thế nhở. Chưa chắc đã thua nha. Hút máu lên, hút máu lên, hút máu lên. Chết. Khéo vãi lên. Nhưng mà quả 5 tiền này cũng không thích lắm. Quả 5 tiền này không thích một tí nào luôn. Kinh nhở, anh em thấy cái búp của Noble nó khỏe không? Một con Lucian một mà solo thắng được một con người đá đầy máu. Ảo. Quá ảo. Cái này đã level 5 giỏi thật. Mình tưởng là mình lên cấp sớm, nó lên cấp sớm hơn á, nhưng mà nó chấp cơ. Mày nó chấp con này đừng yên, ngon. Thôi xong. Ôi ôi, Lucian. Varus bắn yếu thế. Ít nhất phải con này cộng 2 thì nó mới gánh team rồi này. Cứ bình tĩnh. Varus này bị chán đi rồi á. Ok, để tôi cố gắng xem nào. Thằng này rốt hết tiền lấy con Garen 3 này. Nhiều khi nó không thỏa đáng lắm. Cảm giác thế. Bắn nốt con này là thua cũng được. Ok. Đây, bây giờ sẽ dùng tất tiền để up cấp lên. Nhiều khả năng bắn này tôi sẽ đánh con bộ ác quỷ đấy. Đấy. Thì bộ thằng này nó lắp đồ, nó lắp cờ rất là cơ bản nhưng mà nó hiệu quả bởi vì nó có hai con Katsadin khéo thật. Mẹ nó mà có đồ Katsadin nữa thì bá lắm luôn. Rồi, để đéo là gặp ông AFK này ngon. Cái thời gian kéo skill của Varus rất lâu, không như át thả luôn. Ờ thì đúng rồi, cái gì nó cũng có cái giá của nó. Được cái lọ thì phải mất cái chai chứ. Các ông muốn cả lọ cả chai thì làm gì có. Tôi lấy cái gì bây giờ nhở? Nước mắt à? Lấy mẹ cho gà để về bán lấy tiền luôn. Ây da. Mẹ cái thìa. Con gì? Con Modder là... Ôi... Lại bắt phi shop Modder à? Cái coi như là tôi để đấy, tôi làm bùa may mắn đi. Để tôi làm bùa may mắn đi.
Ôi và đất ơi, thì mẹ bắn nhiệt huyết lên xem nào, bắn như cái con kẹt từ nãy giờ. Bắn như cái con kẹt. Choáng ai? Mày choáng ai? Sejuani. I was forged by winter. I shall show them what it is to fall. Precision and grace. Swiftly now. Hay quá, bọn assassin này bị tắc đường. Tiếc thế, Morgana không tung tử chiều để mất bao nhiêu đam. Choáng. Tuyệt vời. Đây, turn này turn bước ngoặt đây này. Mẹ thắng được hay không là do turn này này. Các bạn cứ nhìn đam đây này, các bạn nhìn đam mà con Varus gây ra này vẫn nhiều nhất team gấp mẹ 3 lần cái con đứng dưới. Thì chứng tỏ là con Varus nó vẫn có giá trị. Cái giá trị nhất định nào đấy. Nhện con cắn cũng giảm mana. Ái chà chà. Vậy là ok rồi đấy. Đây. Nốt tân này tôi sẽ up cấp. Tôi sẽ kiếm một Kindred tôi vứt vào. Là tôi có bộ ma cố gắng đánh 4 cung thủ, con Vayne đéo lên 2 được. Con này cố gắng dướn thêm một con Varus 3 là đẹp này. Varus 2 tiền tầm này rôn 3 cũng không khó đâu nhá. Căn bản là các ông đưa từ đầu buổi livestream đến giờ các ông đưa nhiều thông tin nó bị loãng quá. Người thì bảo là không nên rôn, người thì bảo là nên rôn, chả biết là như thế nào. Thua. Choáng. Đỏ. Đỏ. Bùa đỏ. Bốn ác quỷ rồi này. Ui nhện bà này, đi mê hoặc thích nhở. A chu, đứng hình mất 2 giây. Mù la, ngon. Hay quá. Con Morgana được kích 2 lần đam. Quá phê. Búp ngang hàng à? À, biết mẹ cái cơ chế búp rồi. Ô, tôi chết tôi rồi. Từ từ nhá, ok ok ok. Để xem lại nào. Cùng hàng à, ai trải ơi. Đéo biết, cái vụ này thật sự là không biết. Đứng ngang hàng. Như thế này đúng không? À như vậy là đứng ngang hàng mới được búp. Bây giờ tốc độ lên bao nhiêu? 15% tốc độ đánh hình như là nhiều hơn ngày xưa một ít thì phải. Tôi không nhầm thì nhiều hơn ngày xưa một ít. Cái team này gặp assassin thì hơi khập. Thực sự mà nói team này gặp assassin thì hơi khập. Nổ. Tốt, đập chết con nữa là đẹp. Oh fuck. Hai bên hai ô. D
để thế này hay hơn à? Khi bắt đầu ra đồng minh cùng hàng được cộng cho đến hết giao chiến cùng hàng ngang. À đây, bốn con được búp đây. Rồi. Ơ, cái tí nữa dàn mẹ hàng ngang anh nhở. Dàn mẹ hàng ngang cho nó bắn tí ra lại hay. Hay phết đấy. Cho con A chốc đứng cạnh con A để búp tốc độ đánh. Ok, rồi, biết rồi, hiểu rồi. Đấy, nhiều cái nó thay đổi và tôi chưa update kịp. Gathered Sejuani. Na và Sejuani đều ngon. Tôi thích con Sejuani hơn. Thằng này lấy mất Sejuani rồi. Đó, về kiếm một con nữa là áp Sejuani 2 dùng luôn. Chắc là bán này đánh 4 ác quỷ thôi. 50% đốt. À, đây mẹ, nó giảm tỷ lệ đốt năng lượng rồi này. Nó chết thật. Chốc đéo lên 2 được, chém nó lực. À, và vứt con Vên vào mới phải, cho con Vên vào lấy 4 cung thủ. Nhập. Đơn sau 1, đơn sau 1. Bất tử. Cái éo thì cơ. Suy nghĩ cả đêm mà. Vên. Căn bản con bên một là đứng nhỏ quá, nhìn nó kiểu nhỏ bé quá, không nhìn ra nó nữa. Quái hình sư này. Ôi đậu mẹ. We are at war. Do not forget it. Ôi này. Nhiều thứ phải suy nghĩ quá. Không. Đây này, đây mới là cái đáng để mà lưu tâm đây này. Nhẹ nhục. Giờ thì hack ra. Đấy, tí nữa up được Carter 2 này, up được Swain 2 vứt vào, đánh 3 hóa hình. Chui, mày nghĩ như tôi đã thấy đứng rồi. Ui, Na ơi, Na 2 đi là cũng được của nó đấy, biến hình đi. Nếu như không nhầm thì con Na bây giờ mới được, mà mới bị nớp. Cảm giác như bây giờ nó 100 mana nó lâu cực ý. Ui, nhện con cắn cũng trừ mana này. Tiền. Kid Dread này. Rồi, đi đái lấy đỏ phát vào, hy vọng là có 5 đồ. Thần Ca Thớt
Gờ ui ui hát chốc nữa này. Ôi mẹ ơi, nhiều thứ quá, không nỡ bán con nào cả. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đành được khóa vào vậy. Cái nước mắt thì cho con nào bây giờ nhở? Cho con mẹ con lợn đi nhở? Tí nó lắp cái tim băng nó dùng, hay là cho con... Ui, gấu em. Ui, may quá gấu không đổ. Quán này có vẻ tươi tươi ở đây. 125. Nếu không nhầm thì con na cũ là 100 tròn mana thì phải. Bây giờ nó lớp được 125. Đậu mé. Có vẻ thế này ổn hơn đấy. Nó chỉ được búp hai con bên cạnh thôi. Đâu? Tổng cộng nó búp được 5 con thôi gì? Ý các bạn là tổng cộng nó búp được 5 con thôi đúng không? Đây, 1, 2, 3, 4, 5 con đều được búp đây. Ôi, con này tầm đánh ngắn quá. Tí nữa phải bỏ con na lên trên mới phải. Na yếu thật. Rồi, ok, tôi hiểu vấn đề rồi, Đấy, ba rớt 2 này vẫn nhiều các thương phết đấy. Đây rồi, đây rồi. Na 2 mới dám vứt lên trên đấy, mẹ. Dè kè búp 5 ô hàng ngang rồi, tôi nhớ rồi. Căn bản là một tuần đi du lịch về là mọi thứ nó thay đổi nhiều quá, đang thích nghi. Tầm này đang thích nghi nên là chưa thể theo kịp. Bắn đúng con element thì toang rồi. Đấy, con này che hết đam của mình nữa, may mà Kennen nó bị giữ ở trên này. Rồi ok. Xuyên. Tốt. Đẩy ra. Yes. Để combo nà quá hay. Mà đấy là đội hình của thằng kia mắc binh rồi đấy nhá. Nó cho con element ra tanh. Bố nó cung thủ bắn hết vào con element, không làm gì được. Mình cần cái quần què gì nhờ. Mình có một con nước mắt. Lấy mẹ tim băng đi. À đúng rồi này. Lấy cái này. Biến con na thành demon, đúng rồi. Bốn demon đây rồi. Đó, 4 demon ngon choét luôn. May mà mình nhớ ra. Hóa hình. Bỏ nhện đi cho ca thớt vào. Tôi đang suy nghĩ đấy, tôi đang muốn lấy ba hóa hình sư này. Chính là tôi bỏ mẹ một cái con Mordekaiser đi. Bỏ thế thì mất ma nhỉ, phí quá. Up cấp, đẹp nhất là up cấp. Bây giờ up cấp. Cho sự quên vào. Em biết mình có chịu nổi nhiệt không? Tôi nghĩ là tôi chơi được thằng này. Mục
đích con xếp lên là cái đéo gì nhỉ? Hy vọng nó không chém vào con Sejuani. Hy vọng là con Kasadi này không chém vào con Sejuani này. Thích thì bơn nhau đến chết, có cái éo mà phải căng. Căng rồi, con Na bị phó cớt rồi. Biến hình. Tốt. Nhẹ biến hình. Éo được rồi. May mà cái dàn sau của nó yếu đam. Còn mà chỉ được cái dàn trước, dàn sau không có đam. Bán mẹ ca thớt đi. Tí đã lấy con sờ quên rồi. Đây này, 64 trừ đi 20, 44. Đéo đủ tiền. Chắc là tôi sẽ bỏ bớt con Aatrox để ra. Tôi lấy 3 hóa anh sư. Bỏ mẹ một ác quỷ đi cũng được. Cho con V lên trước cho nó chết thì bọn này focus và con V chết mẹ luôn thì bỏ hai con mana này lệch sang bên này. Tôi sợ nhất là con Na này không biến được hình là toang này, phải xếp con Na qua bên này để né mấy con demon nó đi. Đấy, mày giết con mẹ con V của tao đi được. Đây này, đấy con lợn bị focus này, đéo lên được mana này, căng rồi. Fail rồi. Choáng. Ôi, thiếu tiền này. Hay quá, Kassadin chết rồi. Ô, Kassadin đéo chết kìa. Ui, con Varus bắn khéo quá. Chết con mẹ chúng mày đi này. Kassadin. Ôi, tưởng thế nào. Bình thường thôi, dập ba cái meta này tôi control được. Tôi lo được. Quan trọng gì lẻ với chẵn. Anh em quan trọng hóa cái vấn đề lẻ với chẵn. Cái đội hình cứ win được là được, cái cần éo gì là phải lẻ với chẵn.